nhột. À vậy hả? Bán không? Bán chứ. Chưa giờ hết chứ bán cho bà này. Ai trả giá cao rồi tôi bán cho người đó. 300. 2 triệu tiền tươi. Hài hước. 100 ngàn, 2 triệu mốt. Nó nói tôi là nó giao máy này cho tôi 600 ngàn à. Kịch tính. Con lau nhà chưa? Sao mà dơ quá vậy? Trời đất ơi, sao bình trà trống trơn vậy? Con dâu chỉnh mãn như vậy rồi sao mà má chồng mà sống cho nó thoải mái được? Chị biết xót con Lan thì con Hạnh nó cũng là con của ba má nó ở nhà, cũng biết xót con người ta vậy. Đây bất ngờ. Tháng này tháng thứ hai rồi, con không có đủ tiền đóng là nhà Cường đuổi con luôn á. Nhắn tin số tài khoản qua rồi thím chuyển khoản liền cho con nha. Mẹ tôi bị tai nạn, bị trượt chân té. Bà có tiền không cho tôi mượn đi. Thím còn tiền mặt có nhiêu đây à? Cỡ 5 triệu à. Con cầm đi, con cầm về lo cho mẹ. Mà mai mái con nằm bệnh viện nào vậy? Tất cả là con nói dối. Đón xem Vậy Mới Vui các tập tiếp theo vào lúc 11:50 thứ 6, 7 chủ nhật hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.